Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn có những phút giây thư giãn thoải mái khi tìm hiểu về những ngôi sao mà mình yêu thích. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Hãy thường xuyên cập nhật để biết thêm nhiều thông tin thú vị. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem nguồn gốc biệt danh Triệu Tiểu Đao của Dĩnh Bảo từ đâu mà ra. Triệu Lệ Dĩnh là người không khéo léo, không giả tạo, không biết nịnh nọt lấy lòng người khác. Vì hay nói thẳng và thích giao kéo nên khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Thần Tượng Đến Rồi của đài truyền hình Vệ Tinh Hồ Nam vào năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh được đặt biệt danh là Triệu Tiểu Đao. Cũng chính vì điều này mà cô cũng bị dè bỉu là IQ thấp. Trong tập đầu tiên của chương trình, Triệu Lệ Dĩnh ngồi cạnh Tạ Na, câu đầu tiên là "Váy của chị quá rộng chị Na ơi." Tiếp theo là một câu khác, "Son môi của chị dính đầy răng rồi." Trần Quả và Trương Hinh Di ở bàn bên trợn tròn mắt nhìn cô, Triệu Lệ Dĩnh lập tức chuyển mục tiêu. "Chị Trần Thâm ơi, tại sao chị không mặc lễ phục?" Cả mùa của chương trình, sự thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một điểm quan trọng của Thần Tượng Đến Rồi. Cô được cư dân mạng đặt cho cái tên Triệu Tiểu Đao trong Idol Coming. Hiệu ứng của chương trình là có, nhưng cảm nhận về cô chưa tốt. Nhiều khán giả phàn nàn rằng EQ của Triệu Lệ Dĩnh thấp, không biết ăn nói và gây ngượng ngùng cho người khác. Đây cũng đã trở thành khe hở của Triệu Lệ Dĩnh trong một thời gian dài sau đó. Trên mạng có một bộ sưu tập những người tinh quái Triệu Tiểu Đao. Sau một thời gian dài, mọi người đều biết cô ấy thẳng thắn và không có ý xấu nên không chấp cô mà còn yêu quý và ngưỡng mộ cô bởi sự chân thật, thẳng thắn. Triệu Lệ Dĩnh không giả chân như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Những người không giỏi ăn nói, không dễ hòa nhập trong vòng tròn của làng giải trí. Cô hiểu sự thật nhưng vẫn phân vân. "Tôi không biết định nghĩa của không thể nói là gì. Tính tôi bộc trực như vậy thật sự rất dễ bị hiểu lầm." Triệu Lệ Dĩnh từng công khai đáp trả tranh cãi. "Không quan trọng. Tôi chỉ cần nói ít đi, tôi có thể làm nhiều hơn, đúng không?" Và cô ấy cũng đã khép mình, hành động nhiều hơn để chứng minh cho bản thân Triệu Lệ Dĩnh thật đáng ngưỡng mộ, phải không các bạn?